Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio cổ đại của MC Annie. Bây giờ là tập 35 của truyện Hồng Phai Xanh Thắm. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn nhận thông báo và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Chương 92: Việc kết hôn của Như Lan. Chuyện này vì sao lại nói thế? Im lặng 3 giây đồng hồ, Minh Lan mới phục hồi lại tinh thần. Như Lan hậm hực vứt khăn ở trên giường, lại cắn môi nói. Nói là cô tỏ ý muốn kết hôn với anh rể cả. Minh Lan bị câu cú của Như Lan chọc cười. Anh ta nói chuyện muốn kết hôn với anh rể, cháu chàng vẫn còn nhỏ, thế thì để anh rể gả cho anh ta vậy là được rồi. Tiếng cười im bặt, Minh Lan bị đập cho một cái rất đau, khoát tay nói. Thôi được rồi, em sẽ không nói đùa nữa. Chị Năm nói đi. Ai biết Như Lan lại không nói tiếp. Vành mắt của chị ta đã đỏ lên rưng rức muốn khóc. Em cũng biết đó, chị với anh Kính. Ai, bây giờ phải làm thế nào? Chị cả vừa nói chuyện này ra liền là không có nói nữa luôn. Mẹ đã mắng chị một trận, chị khóc lóc chạy đi. Minh Lan lại cực kỳ tiếc hận. Chuyện đại sự của cả đời mình sao có thể hành động theo cảm tính? Tốt xấu gì cũng phải nghe cho rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới khóc cũng không muộn mà. Nhưng nhìn Như Lan đang ấm ức, nàng lại khuyên nhủ. Chị Năm cũng đừng có quá buồn. Chị cả với phu nhân lẽ nào lại hại chị? Anh lại ho khan một cái. Cậu Văn, cho dù có tốt cũng không thể nào bằng Cố Đình Diệp. Chưa biết chừng đây lại là một mối hôn nhân tốt. Như Lan lại càng tức giận, hết dậm chân rồi lại đập giường vài cái. Hỉ Thước bưng lên chậu đồng đựng nước nóng hổi, vừa nhìn thấy cảnh này sáng suốt lại giữ im lặng. Minh Lan vén tay áo lên, tự tay vắt khăn đem đến cho Như Lan. Chị Năm, việc đã tới nước này, chị gọi em tới là có ích gì đâu. Em cũng làm gì có cách nào. Ai bảo em nghĩ biện pháp chứ. Như Lan lại nhận khăn ấm, đặt lên trên mắt xoa xoa, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh Lan. Em hay mau chóng đi thọ an đường, nghe ngóng một chút xem mọi người nói gì liên quan tới Cố. Như Lan lại đỏ mặt, lại không chịu nói hết. Minh Lan lại trợn mắt, liên tục xua tay. Không được không được, việc kết hôn của chị gái em đi để làm gì? Chị muốn biết hãy trực tiếp đi hỏi về là được rồi. Như Lan lại cắn môi trắng bệch, trừng mắt nhìn thẳng vào Minh Lan. Hỉ Thước lại nhìn không nổi nữa, đi tới bên cạnh Minh Lan nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cô hãy đi giúp cô chủ em một chuyến đi. Vừa rồi cô chủ của em giận lên cái của cả vài câu, làm cho phu nhân với cô cả tức giận lắm. Bây giờ lại tới nữa thì xấu hổ quá. Huống chỉ cô chủ của em bây giờ đang vô cùng lo lắng, không thể nào chờ đợi được. Cô Sáu, mấy năm gần đây, không phải là cô chủ xem cô là bạn tri âm tốt nhất sao? Minh Lan rất muốn hô to, nào có. Gương mặt của Như Lan dữ tợn muốn sồng lên, ngón tay khớp trắng bệch lại bấm chặt vào cánh tay của nàng. Minh Lan bị làm phiền không có cách nào, huống hồ bản thân cũng có một chút tò mò, liền đáp mình đi. Cũng may, viện của mấy cô gái cách Thọ An đường không xa. Minh Lan lại ba chân bốn cẳng chạy. Tiểu Đào vẫn phải kéo nàng lại một cái. Lúc đi tới Thọ An đường, chỉ thấy Thúy Bình với Thúy Mai đứng ở cửa. Minh Lan thoáng chậm lại, lại chỉnh trang quần áo, chậm rãi bước vào, lại thấy chính đường không một bóng người. Minh Lan vòng qua bức bình phong, lại đi thẳng vào trong thấy lão phu nhân, Vương Thị và Hoa Lan ba người già nhỡ trẻ lại ở trên giường nói chuyện. Mấy người vừa thấy Minh Lan tới, liền lập tức dừng nói nhìn nàng. Minh Lan hành lễ xong lại nhắm mắt đối với ánh mắt của mọi người, ha ha cười khúc khích vài tiếng. Con không biết gì đâu, là chị Năm bảo con tới nghe chuyện. Con biết, con không có nên tới. Thôi thì, con quay về thôi. Lại nhìn nàng giữ chặt góc áo, nói năng lộn xộn, vẻ mặt lúng túng. Hoa Lan lại bật cười, quay đầu nhìn lão phu nhân dò ý. Lão phu nhân lại nhìn Minh Lan một chút, Vương Thị lại mở miệng. Vậy cũng tốt. Cái Sáu cũng nghe đi, Như Nhi trước giờ vẫn là thân với con, cũng hay nghe lời khuyên của con nữa. Lão phu nhân, người nói xem. Lão phu nhân đương nhiên là không để ý, nhưng vẫn giả vờ giả vịt suy nghĩ rồi mới gật gù. Minh Lan cẩn thận từng ly từng tí, bưng ghế con ngồi bên cạnh, lại im lặng vểnh tai, làm người dự thính đúng tiêu chuẩn. Hoa Lan quay đầu lại cười. Vừa rồi cháu gái đã nói tới chỗ nào nhỉ? À, phải rồi, bọn họ nói chuyện tới một canh giờ. Nói ra cậu hai cố cùng với cha của cháu thực cũng là coi như một nửa bạn thân. Cậu hai cố nói, dệt hoa trên gấm thì dễ,
đưa than ngày thuyết thì khó. Lúc trước cậu ta đã chán nản bỏ nhà ra đi, cháu rể của bà cũng là chưa từng nhìn cậu ta với con mắt khác. Cậu ta lại nhìn không có vừa mắt những nhà mà muốn tới kết thân, nhưng mà tin con người của Văn Thiệu. Bây giờ cậu ta lại muốn nhờ tìm việc hôn nhân. Cháu chỉ có đúng một cô em chồng đã định hôn, Văn Thiệu liền nghĩ tới nhà của chúng ta ngay. Đêm hôm qua chàng đã nói với cậu hai cố về em gái, cậu ta cũng là đồng ý. Vương Thị biểu hiện kỳ lạ, vừa mừng như điên lại vừa lo lắng, giống như là bị một khối thịt heo từ trên trời ập xuống đúng trán, rất là muốn ăn tảng mỡ dày này, nhưng mà lại sợ thịt heo đó đè lên lò xo của bẫy chuột. Lão phu nhân lại nhận ra Vương Thị đang chần chừ, cân nhắc một chút, rồi chọn từ ngữ nói. Việc hôn nhân này chúng ta đang trèo cao, nhưng mà nhắc đến danh tiếng của tướng quân cố, không nói những cái khác. Ta từ trước đã nghe cậu ta bên ngoài có tình nhân, còn có cả con trai con gái, và rất được yêu chiều. Em gái gả sang, chẳng phải là chịu khổ sao? Còn có, việc kết thân từ xưa đều là cha mẹ nói, cậu ta sao lại tự mình đi nói được? Thế nào cũng phải để cho thái phu nhân của Phủ Ninh Viễn Hầu ra mặt chứ. Lão phu nhân gần đây ngày nào cũng đau đầu chuyện kết hôn của Minh Lan, bây giờ nghĩ tới việc cưới hỏi là vô cùng thông thạo. Vương Thị nghe xong liên tục gật đầu, bà ta cũng đang nghĩ tới chuyện này. Lão phu nhân vẻ mặt phức tạp, lại nhìn Vương Thị không thể nào che giấu hưng phấn, thực ra vẫn còn rất nhiều tin đồn khác, bà lại không tiện nói ra. Hoa Lan nhìn lão phu nhân, lại do dự một lúc, đưa tay giữ chặt trên lò sưởi tay, nghiêng lưng nói khẽ. Chuyện này kể từ đầu thì rất dài, hôm qua cháu đã nghe rể bà nói rồi mới biết, hóa ra thái phu nhân Phủ Ninh Viễn Hầu không phải là mẹ ruột của cậu hai cố. Mọi người ngạc nhiên, lão phu nhân lại vội nói. Vậy tướng quân cố là con vợ lẽ sao? Vấn đề này rất quan trọng, trực tiếp quyết định giá trị của cậu hai cố. Tuy rằng bên trong giống nhau, nhưng phiên bản có bao bì đóng gói đẹp và đóng gói sơ sài vẫn khác nhau. Cũng là không phải, cậu ta thực sự là con vợ cả. Hoa Lan lại vội vã thêm lời. Nói tới cháu là cũng không tin, Phủ Ninh Viễn Hầu cũng là giấu kín kỹ quá. Lão hầu gia quá cố là cưới tổng cộng đến 3 vị phu nhân. Người thứ nhất là con gái nhà Đông Xương Hầu họ Tần. Sau khi cưới lão hầu gia đã mang cả nhà đi trấn giữ ở Xuyên Điền. Không được mấy năm sau, Tần phu nhân đã mất. Lão hầu gia tái giá, lấy của nhà họ Bạch, đã sinh ra cậu cố. Ví dụ như, vị phu nhân này không lâu sau cũng là qua đời. Sau đó, lão hầu gia lại tái giá. Lần này là em gái ruột của Tần phu nhân, chính là thái phu nhân bây giờ. Lại thêm một vài năm nữa, lão hầu gia phụng chỉ trở về kinh thành. Thời gian cũng trôi qua, cũng là chẳng có ai nhắc tới nữa. Lại là đều là họ Tần. Bên ngoài vẫn còn tưởng là lão hầu gia chỉ có đúng một vị phu nhân họ Tần. Đông Xương Hầu Phủ cũng là không hề nói, chỉ có mấy nhà thân thiết mới biết chuyện. Mãi tới gần đây, vì là có không ít người muốn kết thân với cậu hai cố, lại bèn hỏi thăm kỹ càng, chuyện này mới dần dần được tiết lộ. Mình Lan há mồm, nàng lại hơi nghi ngờ một chút, Cố Đình Diệp nói như vậy là có ý gì? Hoa Lan một phen uổng phí nước bọt rồi, Vương Thị chỉ là muốn biết Cố Đình Diệp có phải là người đáng tin cậy không? Hoa Lan lại nói từ một đống chuyện xưa linh tinh. Lão phu nhân nghe được chuyện bên trong, từ trên giường lại ngồi thẳng lên hứng thú nói. Nói như vậy, tin tức của Cố Tướng Quân với Phủ Ninh Vĩnh Hầu không phải là thân thiết thật sao? Có điều không phải là vì cha con thù ghét nhau, mà là Cố Tướng Quân với mẹ kế không hòa thuận. Hoa Lan mắt sáng rực, lại cảm thấy bà nội của mình đúng là hiểu biết. Chị nghiêng người về lão phu nhân lại cười. Không sai, bà nội nghĩ mà xem, nếu như là mẹ hiền con hiếu, cậu hai cố tại sao lại phải rời nhà đến mấy năm không trở về? Tại sao sau khi Phủ Tướng Quân về rồi thì chỉ về Phủ Ninh Viễn Hầu có đúng một lần? Nhà nào cũng là cha đánh phạt con trai, mẹ ở một bên khuyên bảo. Nhìn cậu nam nhà Hàn Quốc công mà xem, chân chính là đủ hết ngũ độc, bao con đánh hát bài, so với cậu hai cố năm xưa đã còn quá đáng hơn nhiều. Có phu nhân quốc công che chở giấu giếm, không phải vẫn đang khỏe mạnh sao? Hiện tại cháu mới biết, cuối cùng vẫn là không phải mẹ ruột. Sai lầm một chút là cũng hét to lên, lại còn thổi gió bên gối. Lão hầu gia còn không có trị nghiêm. Đầu óc của Vương Thị thẳng tắp, quan tâm nhất vẫn là chuyện nhân tình. Há mồm nói. Cái kia, nếu tin đồn đều là giả, vậy thì tình nhân bên ngoài, con trai con gái thì thế nào? Hoa Lan về mặt cứng ngắc, lại ngượng ngùng. Cậu ta bên ngoài đúng là có người, có con trai con gái, cậu ta đều nói hết với Văn Thiệu. Có điều... Hoa Lan thấy nét mặt tức giận của Vương Thị, lại mau mau chóng chóng nói. Cậu hai cố cũng có nói, ả kia mưu tính nhiều, sớm đã bị cậu ta đưa về thôn trang, cũng là không đi gặp lại nữa. Bây giờ con cũng là không có tính là con vợ lẽ.
vào trong gia phả hay không thì cũng chưa được biết. Lão phu nhân vẫn như cũ cau mày, lại chậm rãi. Dù như vậy thì vẫn có vướng mắc, cuối cùng vẫn là con trưởng dòng thứ. Bà lại quay đầu nói với Vương thị. Việc hôn nhân này con phải nhớ cho kỹ, dòng dõi phủ Ninh Viễn Hầu vốn cao, bây giờ thanh thế cố tướng quân như vậy cũng là vô cùng phú quý và hiển hách. Nhưng con bé Như là người ở trên con rơi xuống, sống cũng là không chỉ là bên ngoài nhìn, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Nếu như việc không ổn, mà nhà chúng ta lại bị cái danh không cần con gái, ham muốn phú quý, tuyển con rể vẫn nên nhìn thân phẩm. Mình Lan lại cúi đầu không nói gì. Đời trước nàng đã từng nghe nói một câu, không có gì gọi là thủy chung, chẳng qua chỉ là chưa đủ để bị hấp dẫn mà thôi. Lão phu nhân nói câu này là ủng hộ người trung thực, cũng là không cho rằng Hạ Hoàng Văn tốt đến mức trên trời dưới đất không có thấy, có điều làm thầy thuốc suốt ngày cắm đầu vào vị thuốc với sách y dược vẫn là tốt hơn là quan lớn cao quý, động một chút là việc tùng lình tình. Vương thị lại ra sức vặn vẹo, xoắn xuýt một cái, lộ ra vẻ do dự. Hoa Lan thấy lão phu nhân giống như không muốn, Vương thị có một chút dao động, trong lòng nóng nảy, lại giận dỗi. Mọi người không tin người bên ngoài, vậy chẳng lẽ cháu rể còn không tin sao? Mẹ chồng của cháu vừa nghe tới chuyện này lại đấm ngực dậm chân hối hận một trận, chẳng qua là cô em chồng cháu là không có cách nào thay đổi việc hôn nhân thôi. Bà ta còn bảo Văn Thiệu giới thiệu cho em họ Tú Mai cho hậu cái cậu hai cố. Bố chồng của cháu lại còn biết mà chửi trong một trận nữa. Cũng là mệt cho bà ta phải nghĩ ngợi. Đừng có nói là Dượng Trương đã mất rồi, Dượng dù có khỏe mạnh cũng chỉ là quan nhỏ ngũ phẩm mà thôi. Văn Thiệu tự mình suy nghĩ một lúc, nói là cậu hai cố cũng coi như là láng tử quay đầu, vẫn có thể kết thân được. Không tin thì mẹ hãy đi nhìn thử mà xem, người ta thực sự là thành tâm đó. Nếu như cậu ta tốt đẹp và yên lành làm gì tới lượt nhà của chúng ta chứ? Bao nhiêu nhà quyền quý, danh tiếng là không muốn mạo hiểm, nhưng mà nhà muốn kết thân đều là tiểu nhân muốn dựa thế. Cậu hai cố không phải là thái phu nhân nhà họ Cố quyết định chuyện hôn nhân của mình thì mới đi đến chỗ của con rể mẹ đâu. Hoa Lan lại gằn giọng nói vô cùng tốt, dù dừng và trầm bổng, câu nào câu nấy có tình có lý. Giữa lúc của chị ta đang nói tới văng nước bọt tung tóe, lại nhìn một bên thấy Minh Lan ngồi vẻ mặt không hiểu gì, liền thuận miệng hỏi sao thế. Minh Lan liếc nhìn sắc mặt của lão phu nhân, lại nhỏ giọng. Không phải nói là tái giá, tại sao Cố tướng quân vẫn được coi trọng vậy? Làm vợ kế cũng không dễ dàng, còn phải hành lễ của lễ trước mặt của bài vị vợ quá cố. Nhìn giả chân tái giá với vưu phu nhân, xả giá tái giá với hình phu nhân thì biết, cuộc sống của họ trôi qua là cũng không tốt, ngay cả mấy người hầu có thể diện một chút cũng là không để cho mấy bà này vào trong mắt. Hoa Lan đang vất vả thuyết phục Vương thị, lại thấy Minh Lan tới quấy rối tức giận liếc nàng. Em là trẻ con biết cái gì? Người không vợ cũng là chia ra 5-7 loại, các loại 70-80 tuổi rồi vợ chết. Lại còn có con trai dòng trưởng rồi đương nhiên là không cưới được ai vậy là tốt. Như cậu hai cố, trẻ tuổi ai hùng, lại còn chưa có con trưởng. Em gái gả qua đó, chỉ cần sinh con trai không có khác gì vợ cả cả. Còn ai nói được cái gì? Nói xong Hoa Lan lại còn lấy tay chỉ trán của Minh Lan. Minh Lan rụt cổ không nói thêm, tốt xấu cũng coi như là nàng đã giúp Như Lan đấu tranh. Hoa Lan lại khuyên nhủ thêm một hồi, càng về sau Vương thị lại càng nghiêng về hướng muốn kết thân, chỉ nói là muốn thương lượng với Thịnh Hoành. Nói xong, Hoa Lan liền cáo từ. Vương thị đứng dậy tiễn con gái, hai mẹ con sóng vai nói chuyện. Minh Lan đứng ở Thọ An đường, nhìn bóng của Hoa Lan với Vương thị đi khuất, mới quay đầu nhìn về tháp của lão phu nhân đang ngồi. Nói đi nói lại, lão phu nhân lại cảm thấy mệt mỏi, tựa vào đầu giường khép mắt nghỉ ngơi. Minh Lan rón rén qua định đắp chăn cho lão phu nhân, ai biết lão phu nhân lại đột nhiên mở mắt, làm cho Minh Lan sợ nhảy dựng. Cái Như bên đó, có nên khuyên nhiều một chút. Lão phu nhân chậm rãi nói. Minh Lan lại hơi ngạc nhiên, không phải là chờ tới lúc có kết quả kỳ thi mùa xuân, lúc đó sẽ có bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt cho nhị chị Như chọn chồng sao? Lão phu nhân lại nhét lò sưởi vào tay của Minh Lan, lại chính mình nắm lấy tay nhỏ bé của Minh Lan, khóe miệng lại nhếch lên một tia cười châm chọc. Gả con gái cho nhà cao cửa rộng là mong muốn cả đời của Như. Nếu như không có chuyện của con bé Mặc thì vẫn còn có thể nói được. Bây giờ tự nhiên lại có một vị con rể dòng dõi tiền đồ còn tốt hơn. Phu nhân của con làm sao mà chịu buông tha. Minh Lan cũng cẩn thận suy nghĩ thấy đúng. Vương thị với dì Lâm đấu tranh với nhau cả đời. Phút cuối cùng lại có một đứa con vợ lẽ gả cho chồng trước có tước vị dòng dõi cao hơn so với con gái mình. Cơn giận này làm sao mà nuốt trôi. Nếu như là không có cơ hội vậy thì thôi đi. Bây giờ Cố Đình Diệp tự mình tới cửa cầu hôn. Đoán là Vương thị bây giờ lại càng nghĩ càng đắc ý. Đáng thương cho anh Kính. Anh thực sự là xui xẻo. Chắc là phải thất vọng lắm rồi.
nhưng cũng không biết cha sẽ nói gì. Minh Lan lại nhìn nóc nhà suy nghĩ xa xôi. Lão phu nhân lại cười gằn giọng mũi, vẻ bất đắc dĩ. Vậy thì càng không cần phải nói, đàn ông so với phụ nữ vốn là suy nghĩ không có giống nhau. Huống chi cha của con... Nghĩ tới không nên ở trước mặt của cháu gái nói xấu cha ruột, lão phu nhân lại im lặng. Thực ra lão phu nhân lại không nói Minh Lan cũng có thể hiểu hết. Đối với Thịnh Hoành, sai lầm của Cố Đình Diệp cũng không có gì là ghê gớm, chẳng qua là tuổi trẻ lông bông một thời gian. Tuy rằng tu thân của Tề gia không thành công, nhưng mà gia đình của người ta xuất thân điểm cao, nhảy qua hai cái trực tiếp đi trị quốc bình thiên hạ vậy là được rồi. Trước lợi ích của gia tộc, phản đối của Như Lan sợ là không có sức mạnh gì. Huống chi chị ta cũng là chẳng có lý do gì để phản đối mạnh mẽ. Ở trong mắt của mọi người, chuyện cũ của Cố Đình Diệp đã qua, người chưa vợ đã có một con trưởng dòng lẽ cũng là bình thường. Nói tới vấn đề vợ lẽ thì có phu nhân nhà quan to quý tộc nào mà không trải qua. Nghĩ tới chuyện, người một lòng tới già, chắc là chỉ có bà cháu Minh Lan là số khác ít người, mà nghĩ khác đi. Lão phu nhân mệt mỏi, ánh mắt giống như muốn đi ngủ. Minh Lan lót cho bà cái gối nhung để cho bà nằm thoải mái một chút. Lúc mà bà sắp ngủ, lại nghe bà nói mơ hồ. Khuê nữ nhà chúng nó, người khác nói là cũng không để tâm, chưa hiểu sự đời. Thanh niên phóng đáng như vậy, mới tốt lên có vài ngày, mọi người lại cứ coi như bảo bối. Ta lại là nhìn không có lọt mắt. Minh Lan lại đứng ở bên giường sững sờ một lúc, nàng lại cảm thấy mình nên thay ân nhân cứu mạng biện hộ cho vài câu. Thực ra Cố Đình Diệp cũng là không tới mức độ hỏng bét, ít ra thì người ta thấy việc nghĩa cũng là hăng hái rút đao tương trợ. Tên bắn lại còn rất chính xác, đánh người lại rất có lực lượng, gương mặt lúc để râu quai nón cũng ra vành ra vẻ phết. Thôi được rồi, đổi lại là nàng cũng chưa chắc đã tình nguyện. Loại quan lớn hiền quý như vậy, tính thách thức cũng quá lớn rồi. Ở trong phòng dù không có tới thập nhị thoa, xinh đẹp, vậy thì cũng đủ đến bốn mùa hoa tươi. Lại nhớ tới Tương Dương Hầu, ông ngoại của Tề Hành. Ông lão kia nếp nhăn ở khóe mắt cũng có thể là đẹp kẹp chết con ruồi, đang nuôi dưỡng một phòng vợ lẽ và hầu gái, vẫn là còn nghe tin đồn vừa có người mới. Ôi, cha mẹ con lòng cầu tiến, làm con rất có áp lực, từ xưa tới nay đều là giống nhau. Hết chương. Chương 93, những ngày cuối cùng đã qua. Thịnh Hoành vừa về phủ, Vương Thị đã vội vã kéo ông ta vào trong phòng thì thầm nói chuyện một hồi. Thịnh Hoành làm quan từ trước đến giờ, tài thính mất tình, vô cùng để tâm vào trong cục diện trong triều. Hiểu biết của ông ta về giá trị của Cố Đình Diệp còn rõ ràng hơn nhiều so với phụ nữ trong nhà. Ông ta cần nhắc lợi hại một lúc, ngày hôm sau liền đi ra ngoài thăm dò nhân cách của Cố Đình Diệp, hạng mục khảo sát dựa trên tiêu chuẩn năm xưa nghe ngóng Viên Văn Thiệu. Cứ như vậy vài ngày sau, Thịnh Hoành lại nói với Vương Thị, ông ta đồng ý vụ hôn nhân này. Như Lan lại run sợ mấy ngày cuối cùng đã bị tuyên cáo, chị ta ném vỡ đồ đạc của nửa gian nhà. Tiếng thét chói tai cũng đủ để làm cho lũ cá trong ao đang định ngủ đông cũng phải tỉnh lại. Tóc tai bù xù giận dữ, là mấy đứa hầu ở trong phòng sợ gần chết. Vương Thị vừa mới dạy dỗ cho một hai câu, Như Lan mắt đỏ ngầu, lật lọng trả lời. Mẹ muốn cưới thì chính mẹ đi mà cưới là được. Vương Thị giận run người, hỏi tại sao lại không muốn gả cho nhà họ Cố. Như Lan lại một mực không nói ra được nguyên nhân. Chị ta cũng chưa đến mức độ hồ đồ, nếu như nói ra sự thật, anh kính sẽ biến thành bia đỡ đạn. Như Lan vắt óc suy nghĩ, rồi lại giận dữ gào lên. Mẹ đã bị hồ đồ rồi. Con gái so với Cố Đình Diệp kém vài vế. Con phải gọi người ta là chú hai đó. Hỷ Thước đang bò trên đất im lặng thu dọn mảnh sứ vớ cũng phải thầm cười khổ. Mấy ngày nay cô chủ của mình giống như sống chết bắt cô Sáu phải nghĩ biện pháp. Lão già với phu nhân vẫn còn đang cao hứng cô Sáu, sao mà dám chặn ngang được. Cuối cùng là bị ép quá, chỉ phun ra được cái lý do rách nát này. Quả nhiên, Vương Thị giận tím mặt, chỉ thẳng vào Như Lan quát. Vài vế cái gì? Chẳng qua hồi đó nói loạn theo người bên ngoài. Kinh thành có bao nhiêu nhà thế tộc quan hệ trong thông gia vòng quanh. Con lại còn nói năng lộn xộn, mẹ sẽ nói cho cha con biết, để cha tới trừng trị con đó. Bà ta hận Bình Ninh quận chúa tới chết, đúng là chưa được vạ thì má đã sưng, suýt chút nữa thì con rể đã biến thành bằng vài phải lứa với mình. Vương Thị trước kia lại già vừa già vịt, dọa nạt con gái nhiều lần, nhưng mà lần này bà ta nói được là làm được. Ngày đêm đó, Thịnh Hoành hồi phủ liền gọi Như Lan tới dần đè, của trách cho một trận. Mấy đứa con gái, Thịnh Hoành lại không thích nhất là Như Lan, tính tình ngang ngược tùy hứng, từ nhỏ tới lớn trừng phạt không ít. Như Lan lại không dẻo mồm nịnh hót, cho nên xưa này cũng là sợ cha nhất. Thịnh Hoành lại lạnh nhạt, trách mắng vài câu đã khiến cho Như Lan òa khóc. Mấy năm nay, đọc sách vào bụng chó hết rồi sao? Thế nào là hiếu thuận? Thế nào là tiết hạnh hoàn toàn không biết?
Xưa nay chuyện hôn nhân đại sự đều là cha mẹ quyết định, bao giờ tới lượt một đứa con gái như mày mở miệng ngậm miệng nói chuyện kết hôn? Mày có biết hai chữ liêm sỉ không? Cha ngượng thay cho mày cũng là đến chết mất thôi. Lời này gay gắt, Như Lan che khăn khóc lớn, Vượng Thị lại cười miễn cưỡng, chịu đau ở trong lòng. Việc phụ huynh nhà họ Thịnh tán thành chuyện kết hôn rất nhanh đã thông qua con đường quanh co từ Vương Thị, Hoa Lan, Viên Văn Thiệu chuyển tới Cố Đình Diệp. Cố Đình Diệp hiệu suất rất cao, sau mấy ngày liền cùng với Viên Văn Thiệu tới nhà thăm hỏi. Lão phu nhân cao ốm không muốn ra. Vương Thị lại đơn giản là một mình nhìn người. Lần này quá trình cha mẹ vợ gặp con rể gặp mặt như thế nào thì Minh Lan cũng không rõ ràng. Nhưng mà xem phản ứng sau đó thì lại thấy Vương Thị hình như rất hài lòng. Bà ta lại lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống mà khen ngợi phong thái, nhân phẩm, tướng mạo và đạo đức của Cố Đình Diệp, làm cho anh ta tốt đẹp như đóa hoa. Minh Lan nghe mà tới nổi da gà. Như Lan lại cúi đầu không nói một câu nào, tiếp tục duy trì biểu hiện ngây dại, giống như cái gì là cũng không nghe thấy. Minh Lan ngồi một bên lại vô cùng kinh ngạc. Vương Thị thao thao bất tuyệt, làm cho Minh Lan cảm thấy không giống với đang khen ngợi người sống, mà giống như đang nhiệt tình đọc điếu văn ở trong lễ truy điệu anh hùng. Nàng lén lút vài bước tiến tới bên người của Hoa Lan, lại khẽ hỏi: "Phu nhân thực sự là tinh tường, mày gặp con một lúc mà nhìn ra bao nhiêu chỗ tốt như vậy?" Hoa Lan lại cố hết sức giữ khóe miệng của mình không nhếch, lại hơi chột dạ: "Anh dạy em làm mối làm sao có thể sai được, Cố tướng quân đúng là mối tốt." Thực ra Cố Đình Diệp dù hết sức thể hiện thái độ khiêm tốn, nhưng mà khi thế chém giết đặc trưng của nhà binh vẫn lộ rõ. Vương Thị ngượng ngập căn bản là không nói được vài câu nào. Viên Văn Thiệu lại tỏ ý mẹ vợ như vậy đã là rất can đảm rồi. Hoa Lan lại nhìn gương mặt bướng bỉnh của Như Lan có phần không hiểu hết, liền nhẹ giọng nói hỏi Minh Lan: "Không biết con bé này rốt cuộc là làm sao nữa, không có lý do mà lại cứ làm ầm ĩ việc hôn nhân, hay là trước kia có hiềm khích với cậu hai Cố rồi?" Trong lòng của Minh Lan hốt hoảng, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chị Năm chẳng qua là quá cứng đầu, hôm trước cha đã gọi tới mắng cho một trận rồi, đoán là bây giờ vẫn chưa xoay chuyển, không thì chỉ cả với phu nhân cứ khuyên bảo thêm." Ai biết Hoa Lan lại lắc đầu, quay đầu nói nhỏ với Minh Lan: "Cũng không có thời gian khuyên, Cố tướng quân nói với anh rể em là anh của cậu ta sức khỏe không tốt, làm em trai mà xác của anh chưa lạnh đã đón dâu thì không nên, tốt nhất là kết hôn sớm một chút. Em cũng là giúp đỡ khuyên vài câu đi, dù thế nào cũng là phải làm cho em Năm sớm hiểu ra mới được." Nghe giọng điệu sốt sắng của Hoa Lan, lại nhìn sang Vương Thị bên cạnh đang ra sức khuyên bảo đến văng cả nước bọt, nàng lại cảm thấy buồn rầu, sâu sắc cho anh kính. Nhưng mà nói đi nói lại, tình đầu chính là để cho tan vỡ và hoài niệm. Không đến mấy ngày sau, tin tức Cố Đình Diệp lại kết thân cùng với họ Thịnh dần dần bị đồn ra ngoài, không biết là từ nhà nào ở trong ba nhà Thịnh Viên Cố. May mà lão phu nhân rất cẩn thận, nhắc nhở Thịnh Hoành cùng với Vương Thị là trước khi chính thức hứa hôn, tuyệt đối không được lộ chuyện ra bên ngoài. Vương Thị vừa lúc đầu không cho là đúng, nhưng mà rất nhanh sau đó đã hiểu ra lão phu nhân quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Người đầu tiên có phản ứng với tin đồn kết thân của hai nhà Cố Thịnh đó là Thái phu nhân nhà họ Cố. Bà ta lập tức thu xếp, chọn con dâu cho Cố Đình Diệp. Không cần biết Cố Đình Diệp có phải là con đẻ của Thái phu nhân hay không, theo lễ nghi, việc kết hôn của con riêng, bà ta vẫn nên là người làm chủ. Đặc biệt là Cố lão hầu gia đã mất, việc kết hôn của họ Thịnh không được bà ta đồng ý, cũng có thể coi như không hợp lễ nghi. Vương Thị lại nhanh chóng bị xoay vòng quanh, Hoa Lan lại an ủi: "Mẹ cứ yên tâm, cậu hai Cố đã sớm có chuẩn bị rồi." Hoa Lan gần đây nhắc tới Cố Đình Diệp vô cùng thân mật, giống như là người ta đã là em rể của chị rồi. Ngày 12 tháng 11, Hoàng Thái Hậu Thánh An vừa khỏi bệnh nhẹ, Hoàng đế mừng rỡ, liền mở tiệc gia đình ăn mừng. Thái Hậu lại chỉ vào Thẩm Quốc Cửu vừa mới được định hôn nói: "Chị của ngươi đúng là vì ngươi bỏ công không ít, tìm cho ngươi một mối hôn nhân thật tốt." Thẩm Hoàng Hậu lại ngồi bên cạnh cười: "Em trai ta đã sắp xếp xong rồi, vậy không biết việc kết hôn của Cố đại nhân thế nào?" Cố Đình Diệp đang ngồi đó không nói gì, Thẩm Tòng Hưng lại đang ngồi cạnh đứng dậy, chắp tay cười đáp: "Các vị sợ là không biết, người anh em của tôi cả đời không có đọc được mấy quyển sách, cũng là không biết nhặt được mấy chữ, bây giờ lại sắp cưới con gái nhà thư hương." Bầu không khí yến tiệc đang thoải mái, hoàng đế lại nổi hứng thú hỏi han. Cố Đình Diệp lúc này mới cười cười đáp là con gái yêu của đô ngự sử Thịnh Hoành. Hoàng đế mỉm cười: "Mối hôn nhân này không sai, Thịnh Hoành là một người thanh liêm, nghiêm khắc và cần cù, đối với người cũng là khá xứng đôi." Em giờ vừa dì vừa mới nhậm chức của Thẩm Hoàng hậu, Tả Phó Thống lĩnh Ngự Lâm quân Tiểu Trịnh tướng quân, đang tuổi trẻ bất kham, vừa uống mấy chén rượu vào trong bụng, liền ồn ào trêu ghẹo nói: "Hoàng thượng, dòng dõi nhà thư hương, cả gia đình đều là người đọc sách, không biết có muốn tên lính này hay không nữa."
tất cả mọi người đang ăn tiệc đều ồ lên cười. Tin tức này truyền ra ngoài, phủ Ninh Viễn Hầu lại không có động tĩnh. Vương thị lại thở ra một hơi lớn. Lão phu nhân sau khi biết được thì ngồi lặng một lúc, chỉ nói một câu: mau mau hãy khiến cho Nhi Lan hồi tâm chuyển ý đi. Minh Lan hiểu rõ ý tứ của bà. Nếu như chuyện này là kết quả của việc Cố Đình Diệp cân nhắc toàn tính, như vậy thì người này tâm tư thận trọng và đáng kinh ngạc. Nếu như việc này là do hoàng đế cùng với mấy người lại cố ý gây ra, như vậy thì người này nhất định là rất được lòng của hoàng đế. Ý tứ của thánh thượng như vậy chắc chắn là sẽ có trọng dụng. Bất kể là tình huống nào cũng sẽ đều củng cố ý muốn kết thân của Thịnh Hoành. Thịnh Hoành không phải là cha cọp giấy ở trong phim Hàn. Cho dù có hét đến nổi gân xanh khàn cả giọng, nhưng mà cuối cùng đều là tha thứ cho con gái không lương tâm. Ông ta là điển hình của sĩ phu thời cổ đại phong kiến, nói ra là văn trường đạo đức, nghĩ tới là con đường làm quan. Mặc dù đối xử với bọn nhỏ, rộng rãi so với cổ giả, chính quy nghiêm khắc, nhưng mà vẫn theo lễ nghi quy củ của quân thần cha con. Ông ta ở nhà nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Nói tới góc độ này, quan lại thời cổ đại rất ít khi yêu chiều con cái vô điều kiện. Thêm nữa là bọn họ cũng thường không chỉ là một trai một gái. Là con gái chỉ cần có đạo đức tốt, tiết hạnh tốt, làm bé ngoan chờ gả vậy là được rồi. Năm đó, Hoa Lan vô cùng được cưng chiều, coi trọng cũng là không dám xen vào chuyện kết hôn. Mặc Lan cũng là một đứa con gái được Thịnh Hoàng yêu mến nhất, nhưng mà từ khi mà chị ta ích kỷ mưu tính chuyện của mình thì đã không hề để ý tới gia đình, còn suýt một chút nữa phá hủy danh tiếng của họ Thịnh. Thịnh Hoàng đối với chị ta lại không có tỏ vẻ khoan dung gì nữa. Mình Lan có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt của ông ta là thất vọng và chán ghét. Theo tình hình này mà nói, Như Lan cũng là không có đủ dũng khí để chống lại gia tộc và lễ nghi, giống như là anh Bảo thích em Lâm vậy. Có được giả mẫu yêu chiều mà anh ta cũng chưa bao giờ dám nói thẳng sự thực chọn người của mình với giả chính và Vương thị. Hơn nữa từ sau khi việc của Mặc Lan, Hải thị đã tăng gấp bội cảnh giác. Chị ta lại nhìn ra Như Lan không có muốn việc kết hôn này, lập tức canh gác phủ Thịnh chặt chẽ từ trong ra ngoài giống như nhà giam. Tây Sương Ký không thể nào làm gì hơn là đành phải tạm ngừng diễn. Như Lan chảy mấy ngày nước mắt vô ích, dần dần cũng hòa hoãn, chỉ là có một chút buồn. Vương thị cùng với Hoa Lan giống như chiến xa, ra trận kể rõ các loại điểm tốt của Cố Đình Diệp, còn nhờ cho Minh Lan đồng tâm hiệp lực. Minh Lan thực sự là biết Cố Đình Diệp tốt ở đâu, nhưng mà không dám nói, nhịn đến đỏ mặt mới nghĩ ra một câu. Chị Nam nghĩ mà xem, nếu như chị gả cho vị hôn phu bình thường, chẳng phải là chị Tư cao hơn chị một bậc sao? Như Lan vừa nghe xong, đôi mắt đang vô hồn đột nhiên lại sáng rực. Từ khi còn trong bụng mẹ, chị ta với Mặc Lan đã kết thù sâu sắc. Nếu có thể khiến cho Mặc Lan ăn quả đắng, chị ta cho dù là có phải mang lương khô ra chiến trường cũng là chịu được. Vương thị với Hoa Lan vừa có gợi ý liền thay đổi sách lược, khen ngợi Cố Đình Diệp xong liền ra sức tô vẽ tình cảnh giống như Như Lan sau khi gả qua cho Cố Đình Diệp sẽ có thể diện oai phong như thế nào trước mặt của Mặc Lan. Hiệu quả lại rất tốt. Như Lan cũng dần dần cam chịu, cũng là không phải bảo chị ta nhảy vào trong hố lửa, chẳng qua là bắt chị ta gả cho hàng hiệu second hand giá cao. Huống hồ anh kính là còn chưa chắc đã nguyên đai nguyên kiệt. Bởi vì có biểu kiện hiện đặc biệt tốt ở trong công tác khuyên nhủ Như Lan, Minh Lan đã được cấp trên khen thưởng, tạm tha cho họ thọ an, về làm bạn gần với lão phu nhân. Lão phu nhân lại thường gặp nàng ta đi gặp Hạ Hoàng Văn. Từ sau khi lần hạ lão phu nhân tới, Hạ Hoàng Văn đã tới đến 2 lần, Minh Lan cũng không ra chào. Cậu ta lại giống như phạm nhân đứng cúi đầu áy náy trước lão phu nhân. Lão phu nhân lại thấy thái độ nhận sai của cậu ta cũng hài lòng, dần dần cũng mềm lòng hơn. Mặc dù vẫn còn chưa thoải mái, nhưng mà cũng thân thiết hơn trước. Minh Lan đi trên một con đường nhỏ từ Thọ An đường nối với cổng trong, có mấy tảng đá rải rác bên ngoài, cũng là không có ai lại gần. Hạ Hoàng Văn đi theo từng bước ngay bên cạnh. Mỗi một lần như vậy, nàng đều cảm thấy tính tình của lão phu nhân rất đáng yêu. Bà xuất thân từ phủ Nghị Dũng Hầu, vì vậy ghét cay ghét đắng con trai nhà quyền tước tham lam háo sắc, cuối cùng là chọn chồng là Thám Hoa. Ai dè Quan Văn cũng là không tốt hơn bao nhiêu. Mới cưới không được bao lâu, Thịnh lão thái gia đã đưa một ả vợ lẽ xinh đẹp về, lại còn lúng túng xấu hổ giải thích là quan trên tặng không thể nào từ chối, lại còn hy vọng vợ cả hiền lành giúp ông ta chăm sóc vợ lẽ. Hôn nhân thất bại, lão phu nhân cũng vô cùng thất vọng với phẩm hạnh của Quan Văn, cuối cùng lại nghiêng về nhân viên công chức, không theo trào lưu giống như là họ Hoàng Văn. Em Minh à? Mình là lúc này mới khôi phục lại tinh thần, lại thấy Hạ Hoàng Văn đang ngượng ngùng nhìn mình. Nhẹ nhàng nói liên tục. Minh Lan lấy lại bình tĩnh mỉm cười. Chuyện gì? Mời anh nói. Ánh mắt của Hạ Hoàng Văn đột nhiên u ám, lại cúi đầu một lát mới chậm rãi. Em Minh chắc chắn là đang giận tôi. Nếu như không, sẽ không nói chuyện như vậy. Nói nhảm, cái gì cần nói, ta đã nói xong rồi. Minh Lan ngoài miệng lại nói.
Anh Hoàng Văn nói gì thế? Không có chuyện gì đâu. Hạ Hoàng Văn đột ngột lại dừng bước, đôi mắt tha thiết nhìn Minh Lan, cổ họng nuốt vào vài cái, giống như vô cùng kích động, rồi lại dừng một chút không thể nào nói ra, không dễ gì mở lời. Em Minh, tôi biết em giận tôi, nhưng xin nghe tôi nói. Minh Lan cũng dừng bước, lặng lặng chờ. Hạ Hoàng Văn hít một hơi lấy hết sức lực rồi nói. Tôi không dám nói bản thân của tôi hiểu biết bao nhiêu, nhưng ít ra tôi cũng hiểu rõ bản thân mình, bản thân của mình là muốn cưới ai. Tôi thực sự là chỉ coi em họ như là em ruột, tuyệt đối là không có tình cảm nam nữ. Việc đã tới nước này, tôi không thể nào nhìn em ấy đi tìm chết, cũng là chỉ có thể khiến cho em tủi thân mà thôi. Nhưng em mình nhất định là phải tin tôi, nhà họ Hạ chỉ là cho em ấy chỗ ăn thân mà thôi. Em ấy có thể không cần lo chuyện cơm áo, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tâm tình của Hạ Hoàng Văn đang kích động, nói năng lộn xộn về việc phải bất đắc dĩ phải để cho Tào Cẩm Tú làm lẽ, cũng là kín đáo bảo đảm tương lai sẽ hoàn toàn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với vợ mình. Mình là lặng lặng nghe từ đầu tới cuối, không có ý tứ cảm động, cũng là chẳng có khịt mũi trào phúng coi thường. Hạ Hoàng Văn lại nhìn dáng vẻ của Minh Lan, lại dần dần cũng ủ rũ. Em Minh vẫn là không chịu tin tôi. Minh Lan cười khẽ, lại lắc đầu. Có tin hay không là phải nghe anh nói như thế nào. Không phải là như thế, phải xem anh làm thế nào mới đúng. Tôi nói được là làm được. Sắc mặt của Hạ Hoàng Văn ửng hồng, trong mũi ướt đẫm mồ hôi. Nói ví dụ như... Minh Lan lại không để ý tới anh ta, lại xoay người vừa đi vừa chậm rãi vừa lẩm bẩm. Anh với vợ đang chơi cờ, em họ tự nhiên lại bị đau đầu đau bụng, muốn anh nhìn qua một cái. Hạ Hoàng Văn lại nở nụ cười, lại thở phào nhẹ nhõm đi theo từ phía sau. Anh tài năng kém cỏi, đương nhiên là phải đi mời thầy thuốc khác. Có thuốc uống thuốc, có bệnh xem bệnh. Nếu em họ 2-3 ngày lại bị bệnh, cũng là không tiện đến mỗi lần đều gọi thầy thuốc. Chỉ cần anh đi nhìn một cái, vậy là được rồi. Là bệnh cũ, trong nhà có kho thuốc, đưa một bát thuốc qua, vậy là được. Nếu như em họ thổi tiêu đánh đàn, đọc thơ ai oán, đánh đàn rồi lại khóc rất đáng thương, anh nhất định là phải qua an ủi. Điều đó nói, sáu chúc là chuyện thanh nhã, nhưng mà tới cuối cùng không thể nào quấy rầy người khác được. Nếu như không phải như vậy thì chính là đang cố tình gây sự. Từ chuyện đáng thương, em họ ở bên dựng lưu vong, ở bên ngoài cũng là rất đáng thương. Nhưng mà không có anh ở đó bao nhiêu năm thì cũng không có thấy em ấy không có sống được. Minh Lan đột nhiên lại dừng chân, bình tĩnh nhìn Hạ Hoàng Văn, lạnh lùng nói. Anh đừng có giả ngu, anh biết em đang nói gì mà. Hạ Hoàng Văn cũng đứng ngay tại trước mặt của Minh Lan, trên mặt đều là vẻ bất an. Em Minh, tôi biết là em đang giận dỗi cái gì. Hôm đó tôi đã nhìn em họ gầy trơ xương, đứng một chỗ chờ tôi. Nói cũng là không ra lời, chỉ có ánh mắt cầu xin. Tôi rất mềm yếu và vô dụng, không thể nào cứng rắn nhẫn tâm, liền đã đồng ý. Nhưng lúc đó tôi cũng đã nói rõ ràng cho em ấy biết, tôi chỉ là cho em ấy con đường sống, nhưng chỉ có lẽ là một con đường sống mà thôi. Sau khi vào trong cửa, tình cảm nam nữ, hỏi han ân cần, em ấy không có nên nghĩ tới. Nếu như vẫn còn đi tìm chết, tôi cũng là không có nửa điểm hổ thẹn đâu. Minh Lan nghe xong, lại yên lặng không nói gì. Hạ Hoàng Văn lại hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng. Em Minh, em ấy mà chết như vậy, sẽ biến thành một khối mụn nhọt. Cả đời ở trong lòng sẽ khiến cho tôi vĩnh viễn nhớ kỹ em ấy. Tôi lại không muốn tới giờ vẫn nhớ tới em ấy. Trong lòng của tôi, chỉ có vợ của tôi thôi. Minh Lan lại chậm rãi ngẩng đầu, quay lưng về phía mặt trời. Hạ Hoàng Văn tuổi trẻ tuấn lãng, gương mặt chân thành và căng thẳng, ở đâu đó trong lòng của nàng cũng mềm mại một chút. Cuối cùng vẫn là ở cùng một mái nhà, chỉ sợ anh sẽ không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Hạ Hoàng Văn trầm giọng, nghiêm túc. Em Minh, tôi hiểu em đang lo lắng điều gì, nhưng mà tôi có mắt, sẽ không có làm chuyện khiến cho người ta chê cười. Chú từ nhà họ Trương hiện tại đang du ngoạn bên ngoài. Trước đây chú ấy có thăm bệnh cho phủ quốc công mười mấy năm, bao nhiêu chuyện thối nát của mười mấy bà vợ, rồi đến con cháu, còn chuyện gì mà tôi chưa từng thấy. Các phu nhân ở trong nhà mưu mẹo và nham hiểm, làm một đại phu, làm sao có thể không biết. Mình là lại không thể không nhíu mày. Anh đều biết cả sao? Em còn tưởng anh là một mực thương tiếc chị Tào yếu đuối nhu nhược đó. Hạ Hoàng Văn lại cười ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói. Không phải là tất cả đàn ông đều mù quáng ngu si, trừ khi... Đó là trái tim thiên vị. Còn nếu như không thì làm gì có gì mà nhìn không hiểu. Hơn nữa tôi tin vào nhân cách của em.
Em sẽ chăm sóc tốt cho em họ Cẩm Nhi. Mình là lại nhìn anh ta một hồi lâu, chậm rãi mỉm cười. Anh nói đúng, có lẽ vậy. Dù như thế nào, giữa bọn họ cuối cùng vẫn là tồn tại Tào Cẩm Tú. Hạ Hoàng Văn có đáng tin không? Nàng không biết, anh ta có thể làm được những điều mà anh ta đảm bảo hôm nay không? Nàng cũng không chắc. Nàng chỉ biết Hạ Hoàng Văn có thể làm được như vậy, đã là cố gắng hết sức lực. Nói tới thì cùng với anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thời cổ đại. Hôn nhân mới chỉ là bắt đầu, mà còn là mở đầu hết sức bình thường. Con đường đi sau này như thế nào mới là quan trọng. Ánh mặt trời ngày đông ấm áp, giống như là bông mềm chạm lên trên da. Cành cây trơ trọi lá, nhẹ nhàng run run trong gió. Mình Lan và Hạ Hoàng Văn chậm rãi đi theo con đường đá nhỏ. Trời sáng nắng tươi, buổi sáng yên bình, núi đá tĩnh lặng. Tất cả những cảnh vật đều hờ hững và thong dong. Họ Tào đã rời kinh, Như Lan đã khuất phục. Lão phu nhân về cơ bản đã ra quyết định, giống như tất cả mọi việc đều sẽ theo quỹ đạo đã định sẵn mà chậm rãi tiến tới. Nhưng mà rất lâu sau đó, Mình Lan nhớ tới ngày này bỗng nhiên phát hiện, hóa ra đây lại là lần cuối cùng mà nàng gặp mặt Hạ Hoàng Văn. Hết chương. Chương 94, phỏng đoán về người đằng sau một âm mưu. Hôm đó là một ngày bình thường không có gì khác mọi ngày. Trên mặt hồ nổi lên từng lớp băng dày mỏng. Sau bữa trưa, Mình Lan mặc quần áo mùa đông dày cộp, ngồi xổm bên cạnh ao, thèm thuồng nhìn qua lớp băng mờ mờ nhìn thấy một con cá béo mập đang bơi ung dung tự tại. Nhấc theo cái giỏ cá, bỗng nhiên lại không về Thọ An Đường làm lão phu nhân chế giễu một hồi. Mình Lan là cũng không giận, dùng cả tay chân bò lên trên giường, ngồi sát bên lão phu nhân ở đầu giường sưởi ấm. Giữa mùa đông câu cá để làm cái gì? Sắp đông cứng lại rồi này. Lão phu nhân lại híp mắt giáo huấn. Mình Lan híp mắt uể oải. Chị dâu cả không có thấy ngon miệng, nói là muốn ăn món cá khô chua cay xào hành. Cháu đã nghĩ một lúc, cá mùa đông tính hàn, nhất là cá trong hồ, cây cỏ tính âm nước đóng băng, không có nên ăn hại người. Lão phu nhân lại nắm tay nhỏ của Mình Lan khoan khoái nói. Chua cay nam nữ, không biết là vội thằng Bách lần này sinh con trai hay con gái. Mình Lan lại nắm tay nhỏ dụi dụi mắt, hơi buồn ngủ lờ đáng. Anh cả con nói là muốn có con gái, có thể ghép thành một chữ tốt. Chị dâu không nói gì, nhưng mà cháu nghĩ chị muốn có thêm con trai. Một con trai trưởng vẫn còn chưa đủ, là phải hai đứa mới coi như bảo đảm. Hai bà, cháu câu được một câu trăng nói chuyện, một già một trẻ dựa đầu vào giường ấm áp ngủ lơ lơ một lúc, bỗng nhiên ở bên ngoài truyền tới một tiếng kêu sắc nhọn. Mình Lan lại đột nhiên thức dậy. Lão phu nhân lại cũng mở mắt nhìn ra bên ngoài lớp mảnh cửa, thấy một đứa hầu gái đang lảo đảo nghiêng ngả vọt vào, ngã nhào xuống trước giường khóc lớn. Lão phu nhân cứu mạng. Em Hỷ Quyên, em sao thế? Mình Lan ngạc nhiên, cô bé này là hầu gái bậc ba bên chỗ của Như Lan. Hỷ Quyên đầu tóc rối bù, xoăn phấn nhòe nhòe, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Lão phu nhân, cô Sáu, hay mau đi nhanh cứu chị Hỷ Thước. Phu nhân là muốn đánh chị ấy chết tươi đó. Còn có cô chủ của con, lão già muốn kiếm lụa trắng giết cổ chết cô chủ. Mở cả cũng là không có dám khuyên bảo, chỉ vụng trộm thả con ra ngoài đi tìm người thôi. Vừa khóc lóc, vừa kể lể, vừa liên tục dập đầu lại. Chuyện gì thế này? Lão phu nhân lại ngồi thẳng dậy, lạnh giọng chất vấn. Phu nhân các người không phải là đang đi dâng hương sao? Mình Lan sợ lão phu nhân lại đứng dậy đột ngột bị váng đầu, vội vã đưa tay vỗ khẽ khẽ sau lưng giúp bà điều hòa. Hôm nay trời vừa sáng, đại hồng tự khai quang tượng Phật mới. Bình thường, Vương thị hay quyên tiền dầu vừng, vô cùng hào phóng, cho nên lão phương trượng đưa thiếp mời tới. Vương thị lại dẫn theo Như Lan đi dâng hương cầu phúc, thuận tiện xin thẻ cầu duyên. Lão phu nhân liên tiếp hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Hỷ Quyên vẫn không có đi cùng, cũng là chẳng biết đã có chuyện gì, chỉ là khóc lóc cầu một hồi, nhưng mà không rõ ràng được nguyên nhân. Lão phu nhân lại muốn nhanh nhanh qua xem, Mình Lan lại chạy đi gọi Thúy Bình đến chuẩn bị quần áo. Mình Lan định đi theo nhưng mà lão phu nhân bảo ở lại, Phòng Mama lại an ủi. Chị Năm, cháu phạm phải sai lầm, lão già với phu nhân đang trách phạt, lão phu nhân đi lần này chắc chắn là có đụng chạm đấy, cháu làm khuê nữ, không có nên nghe. Mình Lan trong lòng trầm xuống, tình hình sự là có một chút nghiêm trọng, bề bối tới mức khuê nữ không có nên tham dự. Dược phòng Mama gật đầu, Mình Lan yên ổn ngồi quay lại giường, lại cảm thấy lòng ngứa ngáy không chịu được, liền vẫy tay gọi Tiểu Đào đi thăm dò. Chính mình nâng lò sưởi tay sứ trắng hoa xanh, lại cầm đôi đũa đồng nhỏ chậm rãi khơi lửa bên trong, kiên nhẫn chờ đợi. Than ở trong lò bị cười tới mức bùng lên, Tiểu Đào cuối cùng đã thở hồng hộc chạy về. Mình Lan nhảy dựng lên giống như lò xo.
thả lò cầm trong tay xuống, nắm cánh tay của Tiểu Đào hỏi không ngớt. Cuối cùng là làm sao? Nói mau. Tiểu Đào lau mồ hôi trên mặt, dáng vẻ sợ hãi hết hồn. Phu nhân, ta bảo gầy gắt gào chính viện, em vốn là không vào được, chỉ ở bên ngoài nghe ngóng, chỉ thấy... Con bé khó khăn lắm, nuốt ngụm nước bọt, run rẩy nói. Lão già đang vô cùng giận dữ. Lúc mà lão phu nhân đi tới, lão già đã tròng lụa trắng vào cổ của cô Năm. Mình làn chấn động, Tiểu Đào lại bớt mồ hôi lạnh, lại tiếp tục. Em lén lút, đợi một lúc lâu nữa, lại thấy các mà mà ở bên trong măng, chị hỉ thuốc ra bên ngoài. Ôi mẹ ơi, quần áo trên người ướt sũng toàn là máu, không biết là còn sống hay không nữa. Em không nghe được động tĩnh bên trong, Lưu mà mà lại dẫn mấy bà hầu đến đuổi người. Em lại phải quay trở lại. Trong lòng của mình là nảy lên một cái, giống như là có dây đàn đang rung. Nàng nắm chặt lấy cổ tay của Tiểu Đào, lại trầm giọng. Mau lên, đi tìm Đan Quất, mang thêm một ít bạc, xem ở trong phòng của chúng ta có một chút thuốc nào mà chữa đau nhức gì không. Sau đó, hai người bọn em hãy mau chóng đi tìm em hỉ thuốc. Nếu như cần tiền thì nhét tiền, đắp thuốc, cố gắng hết sức để cứu. Tiểu Đào biết sự việc nghiêm trọng, lập tức trả lời rồi đi. Mình là đè nén nỗi bất an ở trong lòng, lại chậm rãi ngồi xuống, sau đó bừng trà lên bên giường chậm rãi uống. Hỉ thuốc là một cô bé ngoan, mình Lan khá là thích tính tình của con bé từ xưa tới giờ. Đối với Như Lan trung thành tận tâm, thường xuyên bảo ban dỗ dành. Đối với một người dưới khoan dùng, thường giúp giấu giếm sai lầm của mấy đứa hầu nhỏ. Mình Lan lại không hề muốn một cô bé như vậy chết đi hoặc là bị tàn phế. Lại thêm ngồi thêm một lúc lâu, trà ở trong tay của mình Lan đã nguội, đồ sứ nắm ở trong tay lạnh như đóng băng. Mình Lan mới buông bát trà xuống, lại nhìn mặt trời bên ngoài đang dần dần ngả về phía tây, nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì. Mình Lan dần dần có một chút nản lòng, đợi mãi tới khi sắc trời bắt đầu tối, mình nghe được tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài. Nghe thấy chính đường phát ra tiếng động, mình Lan nhanh chân đi ra ngoài, chỉ thấy Hải thị đỡ lão phu nhân đi vào. Phỏng mà mà đỡ lấy lão phu nhân, lại cẩn thận đưa bà lên ngồi trên giường ấm, sắp xếp cho bà ngồi nghiêng dựa lưng vào trong đệm. Mình Lan lại nhìn sắc mặt của lão phu nhân liền hoảng hốt. Chỉ thấy sắc mặt của bà tái nhợt, hơi thở không đều, lồng ngực phập phồng kịch liệt, giống như đang vô cùng đè nén. Hải thị lại đứng bên cạnh vẻ mặt áy náy và lúng túng. Bà nội, bà sao thế? Mình là lại phủ phục trên gối của lão phu nhân, lại run rẩy nắm lấy tay của bà. Chỉ thấy tay vẫn ấm, ngón tay cầm là vẫn rất có lực, nàng mới yên tâm một chút. Lão phu nhân lại hơi mở mắt, ánh mắt còn mang theo vẻ phẫn hận, lại thấy Mình Lan mới thoáng thả lỏng. Bà không sao, chẳng qua là đi nhanh vài bước, tức giận một chút. Đang nói chuyện lại đảo mắt nhìn thấy Hải thị, thấy bụng của thị hơi nhô lên, một cái tay lại đặt sau eo nhẹ nhàng xoa lưng, nhưng mà cúi đầu không dám nói một câu nào. Lão phu nhân lại mềm lòng nói, dìu chị dâu của con sang giường bên phòng riêng để nghỉ ngơi một lúc, con bé cũng đã đứng đến nửa ngày rồi. Mình Lan gật đầu, nhẹ nhàng đỡ Hải thị đi. Vừa vào trong phòng, Mình Lan đưa Hải thị đến bên giường, lấy gối của lão phu nhân lót cho chị dựa vào, lấy ấm trà từ trong bọc lông dày giữ nhiệt, rót một chén đưa vào tay của Hải thị. Hải thị lại cảm ơn rồi nhấp một ngụm trà ấm, khi nóng tan vào trong thân thể mới cảm thấy thoải mái một chút. Mình Lan thấy vẻ mặt của chị tốt hơn, liền nhanh chóng hỏi. Chị dâu, chị Năm có chuyện gì? Cha đang ở đô sát viện, tại sao bỗng nhiên lại về nhà? Chị hãy mau nói đi. Hải thị hơi do dự, nhưng mà nhớ tới chuyện vừa rồi Thịnh Hoành cùng với lão phu nhân tranh chấp, nghĩ là cũng không có việc gì phải giấu giếm Mình Lan, lại cắn răng nói liền một hơi. Vương thị cùng với Như Lan dọc đường đi lên núi, ban đầu là đi dâng hương bình thường. Vương thị lại thấy Như Lan gần đây ngoan ngoãn hơn rất nhiều, liền để cho con bé đi lại ở bên trong đình viện một chút. Bà ta thì đi nói chuyện với trụ trì ở chùa. Ai biết, mới trong nháy mắt, mấy bà hầu đang đi theo Như Lan bị sai về, nói Như Lan có hỉ thước đi theo tự mình đi dạo tiếp. Vương thị lại cảm thấy không ổn, lập tức sai người đi tìm Như Lan về. Nhưng mà ở Đại Hồng tự rộng lớn không có giống với Quảng Tế tự thanh tịnh. Ở đây đèn nhang rất nhiều, người đi thăm chùa là cũng rất nhiều, một lúc là cũng không tìm được. Đang lúc gấp gáp, Như Lan lại tự trở về, chỉ nói là đi chơi ở trong rừng hậu viên. Như vậy, không phải là không có chuyện gì sao? Mình Lan chủ yếu đã đoán ra Như Lan đã làm gì, tim đang treo từ trên cao mới buông xuống. Ai biết Hải thị lại cười khổ, lại lắc đầu nói. Không có chuyện gì đã tốt. Phu nhân thấy em Năm bình an trở về, lại nghĩ bản thân của mình đã nghĩ nhiều thôi, đưa em Năm đi dùng đồ chay rồi lấy xuống núi về phủ. Ai biết vừa rồi phủ đã thấy lão gia về rất sớm, đang ngồi ở trong phòng chờ. Ông vừa thấy phu nhân với em Năm không có nói không có rằng gì cả, đã xông tới tát em Năm một cái. Hả? Đây lại là vì sao?
trái tim của Minh Lan lại căng lên. Hải Thi lại đặt bát trà xuống, than thở nói, hóa ra là em Năm. Em ấy từ lâu đã cùng với vị cử nhân Văn Viêm Kính kia có chút tình cảm. Hai đứa hẹn gặp mặt ở Đại Hồng Tự, vốn là chỉ định nói với nhau vài câu. Ai biết cuối cùng ông trời không thương. Hôm nay trùng hợp là ngày Cố tướng quân lại đi cúng bái cho mẹ đã mất. Con người của Minh Lan lại trợn trừng. Vậy anh ta đã nhìn thấy chị Năm? Hải Thị trong lòng buồn phiền lại lắc đầu. Xui xẻo chính là ở đó đó. Cố tướng quân công việc bể bộn vẫn là chưa đi đính hôn. Hơn nữa anh ta chưa từng gặp em Năm. Con nhìn thấy là cũng không biết. Là một ma ma ở phủ Cố tướng quân. Bà ta theo lệnh đi thêm phúc lộc cho pháp sư. Vừa ở chỗ tiểu tăng tặng áo mũ xong lại nhìn thấy ở phía xa. Bà ta là chính là người hôm trước tới tặng lễ đã gặp chúng ta. Minh Lan lại cứng người ở trên giường, không thể nào động đậy, cũng là không biết nên nói gì. Hải Thị lại thở dài, tiếp tục nói. Chắc hẳn là mama này đã quay về liền báo với Cố tướng quân. Vừa mới giờ ngọ, có một gã sai vặt đi đồ sát viện xin gặp cha chồng. Cha chồng liền trở về phủ ngay lập tức. Chất vấn mãi, em Nằm chỉ nói em đã thuận theo rồi. Lần này là lần cuối cùng đi gặp cậu Văn. Minh Lan nghe xong toàn bộ câu chuyện, suýt chút nữa thì muốn ngất đi. Không dễ gì phun ra được một câu. Chị Năm cũng quá là không cẩn thận. Hải Thị lại thầm than. Thực ra chị lại rất đồng ý với Minh Lan. Chuyện đã như vậy rồi, nếu như Như Lan đã quyết định cắt đứt thì giấu kỹ lưỡng vậy là không việc gì. Đằng này đã chảy nước mắt từ biệt, lại còn bị nhà chồng tương lai nhìn thấy. Vận may cũng quá kém. Vậy bây giờ phải làm sao? Qua một lúc lâu Minh Lan mới hỏi. Phát hiện ra ánh mắt của Hải Thị trốn tránh mình, giống như không dám nhìn thẳng vào mắt của Minh Lan. Minh Lan lại thấy, liền hỏi lại vài lần. Hải Thị mới ấp úng nói. Vừa rồi, Cố tướng quân đưa thư tới. Lời vẫn còn chưa nói hết, bên ngoài chính đường đã vang đến một tiếng bước chân hỗn loạn. Thúy Bình ở bên ngoài truyền lời. Lão gia phu nhân tới. Minh Lan liếc nhìn Hải Thị, tinh thần bất an, liền dừng lỗ tai nghe ở bên ngoài. Chỉ thấy Thịnh Hoàng giống như đang khẽ nói gì đó, sau đó là tiếng Vương Thị khóc nức nở. Sau đó là lão phu nhân giận dữ lạnh lùng quát. Mày đừng có hỏng, mệt cho cái loại cha như mày. Loại biện pháp như thế này mà cũng nghĩ ra được sao? Âm thanh vẫn nộ bén nhọn, Minh Lan chưa từng nghe thấy lão phu nhân tức giận đến như vậy. Nàng lại chậm rãi xuống giường, đứng sát bên cạnh màn cửa gấm dày màu, nâu hoa văn đám mây. Thịnh Hoàng lại vội vàng nói. Mẫu thần hay nghe con nói một câu, chỉ có đúng một cách này. Mấy ngày hôm nay ở trên giới phủ cũng chưa từng lộ ra một chút tin tức nào. Chưa có ai nhắc tới sắp sửa hứa gả vào trong nhà họ Cố. Con rể cũng là chị nói là em gái của cháu Hòa. Con cùng với phu nhân cũng là chưa từng nói rõ ràng với cậu hai Cố lần nào. Lại càng là chưa từng nhắc tới đứa nào sắp được gả. Đoán ở trong nhà đầu Cố Đình Diệp là cũng không biết. Lời nói chuyện tới là cũng không rõ ràng. Không có giống như là hỏi tội mà giống như là đang nhắc nhở đó. Đã như vậy, dứt khoát đâm lao thì phải theo lao thôi. Dù gì Minh Lan cũng đã được ghi thành con gái dòng chính từ lâu. Nếu như không kết thân lại trở thành kẻ thù. Còn lúc đó xuất ruột đến hồ đồ rồi, gửi đi phong thư nói là Như Nhi vốn sẽ gả cho Văn Viêm Kính, Minh Lan mới gả tới họ Cố. Một tiếng choang lanh lảnh, chắc chắn là một chén trà đã bị gặp nạn. Giọng nói của lão phu nhân tức giận run rẩy. Mày suy nghĩ tốt đẹp lắm, hai vợ chồng chúng mày lại không dạy con gái của chính mình. Một trái một phải đều đồi phong bại tục, cuối cùng là đều để cho người ngoài tới thu dọn. Lần trước mẹ đã lấy gương mặt già nua này ra mà đánh bạc rồi, lần này chúng mày lại còn tính toán trên đầu của cách Minh. Mẹ nói cho chúng mày biết, đừng có mơ. Lão phu nhân lại thở hổn hển, tiếp tục nói. Phu nhân tốt lắm, ngày thường cái gì tốt đẹp có bao giờ nhớ đến con bé Minh không? Có nhà cao cửa rộng quyền quý thì hỏi thăm, lại không nói không rằng. Lại nghĩ không cần phải nghĩ quyết định ngay cho Như Lan. Bây giờ xảy ra chuyện, lại muốn lôi cái Minh vào à? Một đứa thì ích kỷ, chỉ có lo cho con gái đẻ. Một đứa thì mê muội chỉ cần cái công danh lợi lộc của mày. Đúng là một đôi vợ chồng lòng lang dạ sói. Chúng mày coi mẹ chết hết rồi hay sao? Một tiếng trầm thấp vang lên, giống như Thịnh Hoàng nặng nề quỳ xuống. Vương Thị lại cúi đầu khóc dòng buồn bã. Lão phu nhân, sao người có thể oan uổng cho con dâu như vậy? Tuy là con bé mình không phải là rớt xuống từ người của con, nhưng mà mười mấy năm qua với Như Lan thì cũng chẳng là khác nhau chút nào. Đã bao giờ có sơ suất đâu. Cái như phạm tội như vậy, con lại vô cùng hối hận. Sao mà hồi xưa không có đưa con bé đến chỗ cho người nuôi để mà học được ít quy củ phép tắc. Lão phu nhân, người không có để ý đến chuyện gì thì cũng phải nhìn cháu Hoa. Con bé ở nhà chồng đã không dễ chịu rồi, thiệt thòi cũng là chỉ có con dễ thương.
Việc như ngày hôm nay, nếu như không có cách nào giải quyết, cố tướng quân thù hận con rể, cháu Hoa là phải biết thế nào nữa. Con bé cũng là do người nuôi lớn, người không thể nào chỉ đau lòng mỗi con bé Minh được. Lão phu nhân lại nghẹn quá, rồi lạnh lùng quát. Con bé Hoa đã sinh con trai rồi, lại còn là cưới hỏi đàng hoàng. Vậy chẳng lẽ còn có thể hưu về sao? Chẳng lẽ bắt em gái, dùng cả đời để đổi cho nó lấy cuộc sống dễ chịu hơn à? Cố đừng dịp này, chúng mày nhìn thấy tốt đẹp, còn mẹ đây không thấy lọt mắt. Chị nghe Thịnh Hoàng lớn tiếng kêu lên. Lão phu nhân à, vì người nói xem bây giờ phải làm thế nào đây? Con thực sự là không có biện pháp nữa. Vốn định dìm chết cái con nghiệp chướng kìa, coi như làm trong sạch gia môn. Chuyện này cũng coi như thôi, khiến cho người ngoài chê cười. Vậy là được rồi, đều là tại con không có thể nào dạy dỗ cho con cái, tự làm tự chịu, không thể nào trách ai được. Nhưng cố tướng quân... Thịnh Hoàng giống như là nghẹn ngào một lúc. Mấy ngày trước, đã có truyền tới tin, cậu hai cố đã mời bạc lão tướng quân cùng với Trung Cần Bá làm mối. Ngay lập tức sẽ trao đổi canh thiếp. Bây giờ nếu như không làm gì, họ cố làm sao mà chịu bỏ qua? Câu kế tiếp Minh Lan đều là nghe không rõ, nàng chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đã nổ vang lên một tiếng, giống như có cái thứ gì đó đang che lấp hết thính giác của nàng. Sau khi hết khiếp sợ là hốt hoảng đến ngây dại, nàng lại chậm rãi đi đến trước mặt của Hải Thị, lại nghẹn giọng nói. Cố Đình Diệp, thực sự đồng ý cưới em sao? Hải Thị khó khăn gật đầu. Phải, trong thư viết, Cố Đình Diệp là chính mình mong muốn được cùng với Thịnh gia kết thân. Phía sau lại còn nói thêm một câu. Cô gái được lão thái gia nuôi bên người luôn luôn tốt. Vào trong tai của nàng, câu nói này lại có hơi chói tai, giống như đang ám chỉ điều gì. Chắc chắn là Thịnh Hoành cũng đã nhìn ra rồi. Lão phu nhân hồi xưa mang tiếng ghen ở bên ngoài, nhưng mà sau đó nhanh chóng xoay ngược trở lại con đường chính nghĩa. Sau khi Thịnh lão thái gia qua đời, bà dù có xích mích với nhà mẹ đẻ, nhưng mà cũng gìn giữ gia đình cho chồng mình. Ở quá từ khi còn tuổi xuân, mang đồ cưới của mình đi dọn đường thu xếp cho con vợ lẽ. Cưới con dâu lo việc nhà. Cuối cùng là mới có họ Thịnh thịnh vượng như ngày hôm nay. Mấy chục năm đã trôi qua, giờ ngược lại người ta đều khen lão phu nhân có phẩm chất cao thượng và cương trực. Hải Thị cũng đã cảm thấy có lỗi với Minh Lan cùng với lão phu nhân. Gần đây chị ta biết là việc hôn nhân của họ Hạ đã thương lượng gần xong rồi. Chờ như Lan xác định thì họ Hạ sẽ tới lấy thiếp canh. Ai biết Hải Thị lại không thể thầm than một tiếng, lại nhìn sang vẻ mặt của Minh Lan vẫn đang ngơ ngác, sững sờ không dám tin. Sau một lúc, nàng mới là không nhịn được hỏi lại. Chị dâu, về Cố Đình Diệp, thực sự con nói là đồng ý cưới em? Trong giọng nói không quá uất ức mà lại có mấy phần không thể nào tin nổi. Hải Thị liền khẳng định lại một lần nữa. Ừ, đúng là thật. Đầu óc của Minh Lan ngây dại, lại cắn môi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Lại nhớ tới gương mặt của Cố Đình Diệp cười lạnh châm chọc. Nhớ tới tính cách của anh ta lúc nào cũng phải truy hỏi tới tận ngọn nguồn. Lại nghĩ anh ta nóng như lửa, lạnh như băng. Minh Lan lại cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Đến cổ đại một thời gian học được, đã tự mình đa tình sao? Nhưng mà càng ngẫm lại, càng cảm thấy suy nghĩ của mình có lý. Bên ngoài truyền đến những tiếng mắng chửi của lão phu nhân, tiếng Thịnh Hoàng cùng với Vương Thị lại không ngừng van nài. Minh Lan từ từ ngồi xuống ghế con nhỏ, đầu óc rối loạn, lại nhếch miệng than thở, khuôn mặt đờ đẫn. Bà nội, lão gia, phu nhân, còn có cả Như Lan. Không được, chúng ta đây là đang bị ám hại rồi. Hết chương. Hết tập 35. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hồng Phai Xanh Thắm.